Qua tới Thái Lan cũng trái cây, về Việt Nam cũng trái cây. Nhã ơi xuống ăn trái cây chung mọi người nè con. Cái áo kiểu làm trái cây giả. Cơm nó ngọt á. Không ngọt quá ngọt luôn. Ăn hết bình này đi. Không thấy không ngọt bằng đó. Còn xà ri thì cay. Nhìn nó lạc hơn đúng trắng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, thấy nó chua. Không, cũng không chua đâu. Bánh bông lan giả ăn được không? Cái này ăn được mà. Cái này dạng như bánh bông chua vậy. Hết đi. Các đại gì ăn gì nãy giờ không? Không, mình chắc giống như chanh á, rồi khẩu vị chanh hay gì? Mùi chanh hả? Mùi chanh. Chai bia màu đỏ, ok. Đồ Thái. Phải mang thiệp không? Mang đi, mang đỡ nóng. Cái này hai lúa hay là đi... Đi cày ruộng. Đi cày ruộng như thế. Cái nón là tôi tới tài trợ, còn bộ đồ là tôi đang tài trợ. Một tí, nãy một cái nón. Nãy một cái nón. Một nón là dài, cái này tôi giữ. Ngày ăn trưa bữa thứ nhì ở Pattaya. Không phải là mình đi nhiều đâu, mình đâu có đi đâu nè. Vô, vô. Cô gái bán cơm. Cô gái bán cơm, không có bán cơm nha. Mình vô mình chụp hết gia đình mình. Lên nó quỳ lại không bỏ lên đó. Bà quay phim nói tầm lam. Rồi.
nước tăng lực là bò cụm của Thái Lan. Ủa thiệt á. Diễn ra hình thức cách làm cao su nơi này là địa điểm làm cho nệm ra từ bằng latex, nhưng mà cái này là đồ ăn, không phải dính líu gì đến chỗ này hết. Cái này ngay cái chỗ nông trại của nó trồng mấy cây cao su luôn á. À, tí nữa về ba mua cho con đồ ăn ăn con ơi. Con ăn miếng cơm đỡ không? Lẩu băng chuyền của Thái Lan. Bánh này bánh gì? Bánh chuối. Sáng sớm ăn buffet sao nữa. Rồi phần của mình đã xong. Tại vì muốn trắng không?
Thì cứ có con mũi đó, cái mũi, cái miệng nó chọt vô đó. Rồi dán tem. Cái này nó bị khô. Cậu nhấp dầu bên tay trái nha cậu. Rồi, số 11. Đây là trung tâm thương mại bán những đồ linh tinh và dầu ở trên đường đi lên Bangkok. Kế bên cái địa điểm nhà hàng mình sẽ ăn sau khi tham quan nơi này. Mít sấy, chuối sấy, sầu riêng sấy. Cái này nãy hả? Cái này là anh thích nè. Lấy không? Ông bà già gì đó không đưa anh cái. Ông thôi để chị tự mua để xài. Không mua lố không đưa. Không, ảnh xài nhà mà chị muốn xài nè. Đừng cho không? Rồi bắt đầu từ thịt heo ra tới rau cải, phô mai, chả cá, chả viên gì đây, mì, hủ tiếu, súp lẩu, tôm với heo với gà nữa và dưa hấu. Hôm nay chúng ta sẽ ăn lẩu Thái nhưng mà không phải kiểu Thái. Cứ ăn đi. Cứ bỏ đồ vô. Để đó ra ngoài đi cho ta để vô chiều. Chăn đó trong quê anh nuôi á. Giết nó ăn thịt người á. Ừ. Nhưng mà nuôi xong rồi ăn thịt nó. Cái tay có 1 tiếng mấy đồng hồ thôi mà sao mà hê không có điều vậy hả? Lôi lôi cái thùng vẫn chưa điều. Lôi lôi cái thùng hả? Nó bị vậy đó. Rồi được chưa? Rồi làm lại. Quanh thiên đường 12 nam cái non tìm ta liền rau thằng lái chạy yến xà nục cánh chiến quanh lôi cái thùng. Lôi lôi cái thùng lòi lòi cái thùng hey! Lòi cái thùng gần léo khó xin ông kèo ọc mà râm vung văn lòi cái thùng hey! Văn lòi cái thùng vun hey! Cho sùng hay lao sụp chay vun cho sùng hay lao sụp chay hey!
á là hê không có đều, hai á là kêu hê thôi, hê hê. Dài lắm. Bà này ngồi chung nguyên nhóm mình luôn á. Không? Okay, chắc nó chia ra. Mỗi người có một mâm nguyên mâm đồ ăn riêng vậy đó. Cũng có thể. Những người ta xin, nhìn
xinh tím hoàng biên bì nhớ chồng chinh chiến miền xa xăm ơi lấy chồng chiến binh lấy chồng trôi chiến trinh mấy người đi trở lại sợ khi mình đi mãi sợ khi mình không về thì thương người vợ bé bông chiều quê nhưng không chết như cho khói lờ mà chết người gái nhỏ hậu phương mà chết người em gái tôi thương. Anh quên cái hotel này luôn chứ giờ vô lại mới nhớ. Nhớ là nếu mình vô mình không thích không? Thấy nó nhỏ không? Giờ nó vẫn nhỏ như thế. Mấy phòng kia bự hơn. Chịu thôi. Nhưng mà ở đây rất rồi nhả đi với ba anh nè. Đấy, con gái đi chơi. Ok. Dạ, bác gái ốm nè, bác gái ốm nè. Các con, đi chung bác gái được à. Ủa, nè. Người mà nó nói mà nếu mà nhỏ con kiểu này sao không bố chị ơi nhà mình ngồi hết không em ngồi trên giữa không có ghế được ốc phí mà làm coi đường lên ta chạy đường à ê chỗ này có gì đâu có gì đâu bà sướng vẫn ngồi phà phà được bà sướng được bà sướng ngáy lại chân lên tình thế ê nào ngồi đi dưới này là để chân trên này được nhưng mà phải cẩn thận. Dạ thôi, ngồi đây lại thôi, thôi. Nè, ngồi đây nè. Quay nghe, quay nghe. Quay mấy đứa trong đây nè. Quay mấy đứa trong đây nè. Đây có đèn không kìa. Con chú không chạy hai ba không chạy nổi nữa kìa. Không nó lên hồ luôn. Tốt 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 tốt. Đi 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 đi. Con chạy có hai bánh. Okay.